Buratot Grand Play Indochina (BGPI) là công ty trách nhiệm hữu hạn do liên doanh giữa tập đoàn Buratot và Grand Play Holding. Hai công ty đều được thành lập tại Mỹ và đầu tư vào Việt Nam hơn 20 năm. Với sự thành công trong ngành hàng sô-cô-la, bánh mì, bánh ngọt, Buratot Grand Play Việt Nam đang hướng đến mục tiêu trở thành một trong những người tiên phong quảng bá và đưa hạt cacao của Việt Nam vào quy trình sản xuất sô-cô-la bằng mô hình độc đáo, từ người nông dân đến thành sô-cô-la. Một mô hình kinh doanh theo chiều dọc liên kết người nông dân và hạt cacao với ngành bánh kẹo ở Việt Nam. Thưa quý vị, tại Việt Nam thì sô-cô-la được sử dụng một cách rộng rãi và phổ biến hơn. Tuy nhiên, người nông dân trồng cacao hiện phải đang đối mặt với rất nhiều thách thức cả về thu nhập, điều kiện sống và bên cạnh đó là sự mất cân bằng giữa lợi nhuận khi cung ứng ra thị trường, dẫn đến khan hiếm nguồn nguyên liệu. Để giải quyết cho những vấn đề này thì giải pháp Cacao Trace ra đời. Vậy thì Cacao Trace là gì? Và công ty Porter's Grand Place đã ứng dụng giải pháp này ra sao để thay đổi tình hình ngành cacao tại Việt Nam? Ngay sau đây thì chúng tôi xin mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng trò chuyện với ông Richard Saverin, là tổng giám đốc của công ty Porter's Grand Place và cũng là người sáng lập ra giải pháp Cacao Trace tại Việt Nam. Good morning, sir. Thank you for joining us today. Yeah, so Porter's Grand Place has been known as a leader in chocolate flavor in Vietnam. So what business strategies do you use to achieve that? And is Cacao Trace method one of your solutions to for this accomplishment? Tôi xin được trả lời câu hỏi này bằng câu chuyện 14 năm về trước, khi chúng tôi bắt tay vào ngành cacao Việt Nam. Với quyết định thử nghiệm sản xuất sô-cô-la từ hạt cacao Việt Nam, chúng tôi đã gửi 500 kg hạt đến một nhà sản xuất máy móc tại Thụy Sĩ để chạy thử. Kết quả từ mẻ sô-cô-la đầu tiên này không được ổn chút nào, bởi vì vị của nó cứ như giấm đặc. Chính vì vậy, chúng tôi quyết định nghiên cứu sâu hơn về nguyên nhân tại sao mẻ sô-cô-la đó lại thất bại. Trong quá trình nghiên cứu, chúng tôi khám phá ra tầm quan trọng của quá trình lên men hạt cacao trong thùng gỗ. Từ đó, chúng tôi bắt đầu lên men hạt cacao trong thùng ủ gỗ tại Bến Tre, khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Từng bước một, biến dòng sô-cô-la rất tệ ấy thành sô-cô-la ngon nhất và được cả thế giới đánh giá cao. Đó là lý do tại sao ngày nay cacao Việt Nam rất nổi tiếng và đạt được nhiều giải thưởng quốc tế. Yeah, Vietnam's cacao is said to be one of the best around the world, but recognized by only few people. So could you share your opinions about this matter? And in the future, what are you planning to work on in order to further promote cacao Vietnam in global market? Vâng, chúng tôi đã tốn rất nhiều thời gian khá dài để đưa hạt cacao Việt Nam đạt đúng chất lượng, để giờ đây những cố gắng của 14 năm trước đã được thế giới công nhận. Hiện tại, dòng sô-cô-la Việt Nam được bán khá tốt tại Nhật, Mỹ và Bỉ. Có thể nói, phương tiện để quảng bá danh tiếng và hình ảnh của hạt cacao Việt Nam tốt nhất chính là nâng sản lượng cacao hơn nữa. Tuy nhiên, số người nông dân hứng thú với ngành cacao không còn nhiều, vì vậy chúng tôi muốn thu hút nhiều nông dân trồng nhiều cacao hơn, bởi vì đây là một trong những nguồn cacao tốt nhất thế giới và tôi nghĩ chính Việt Nam cần thừa nhận giá trị hạt cacao của đất nước mình. Design thinking, also known as breakthrough thinking, is a concept embedded in your work. You even established a separate design thinking department with a slogan, "Please don't think, please fail." Would you mind telling us more about it? Tư duy đột phá là phương pháp được sáng lập bởi Đại học Stanford, dựa vào ứng dụng trong quá trình kiến tạo sáng kiến, tạo ra sự đột phá. Nó bao gồm một quy trình khá đơn giản, nhưng có thể dẫn bạn đến thành công từ khâu lên ý tưởng. Có một số nguyên tắc cơ bản của tư duy đột phá. Điều đầu tiên là xin đừng nghĩ. Nguyên tắc này nghe có vẻ lạ tai. Thật ra điều này đơn giản là khi bạn cố gắng tung một sản phẩm mới ra thị trường, xin đừng tự mình suy nghĩ sản phẩm đó nên như thế nào, mà hãy tìm hiểu suy nghĩ của khách hàng. Vì vậy, mỗi khi trong công ty tôi có cuộc họp với các bạn về phòng kinh doanh, họ nói tôi nghĩ như thế này, như thế nọ, tôi thường bảo họ khoan. Các bạn đừng nghĩ, hãy cho tôi biết suy nghĩ của khách hàng, rồi hãy thảo luận về giải pháp. Nguyên tắc thứ hai của tư duy đột phá cũng là một nguyên tắc lạ, hãy thất bại. Có vẻ rất lạ khi bảo nhân viên của bạn rằng hãy thất bại. Thật ra, đây là lời khuyến khích mọi người, hãy dám thất bại, dám mạnh dạn thực hiện ý tưởng mới, và nếu thua keo này thì ta bày keo khác. Tính đến thời điểm hiện tại, tập đoàn Buratot đã tròn 100 năm thành lập, đã có mặt tại 70 quốc gia với tổng số nhân viên trên toàn cầu là 9.000 người. Tại Việt Nam, Buratot Grand Place có 4 xưởng lớn đặt tại Bến Tre, Bình Dương và Bắc Ninh. Áp dụng quy mô Cacao Trace,
Quy trình khép kín sản xuất cacao, Buratos đã gặt hái được nhiều giải thưởng cao tại khu vực châu Á, Thái Bình Dương và thế giới về chất lượng, hương vị của hạt cacao Việt Nam. Ngoài ra, công ty còn tích cực tham gia những chương trình thiện nguyện mang tính chất cộng đồng. Cụ thể, đồng hành cùng thương hiệu bánh kẹo ABC trao tặng 10.000 ổ bánh mì dinh dưỡng cho các bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch COVID-19. With a great sense of humor, a strong passion for art, as well as a limited design thinking, you created a brand new product named Choco Cream, a brand of fresh air in Vietnam and global chocolate market. Could you please introduce the wonderful product? Phần lớn thị phần kinh doanh của chúng tôi tại Việt Nam là phục vụ cho ngành bánh kem. Theo thống kê hàng năm, Việt Nam sản xuất đến 95 triệu ổ bánh sinh nhật. Đây quả là một phân khúc kinh doanh lớn phải không nào? Vì vậy, chúng tôi muốn sô-cô-la được sử dụng trên những bánh kem này, nhất là khi gần đây xuất hiện một xu hướng mới được khá nhiều thợ bánh trang trí sử dụng, đó là đồ trang trí nhựa. Vì vậy, chúng tôi quyết định tạo ra dòng sô-cô-la vừa có thể tạo hình, pha màu, giúp thợ bánh sáng tạo trên chiếc bánh với những nguyên liệu ngon miệng thay vì đồ nhựa. Thế nên, chúng tôi đã tạo ra sản phẩm Choco Cream, sản phẩm có thể vừa tạo được hình, pha được màu và cân được vị. Điều thú vị ở đây là sản phẩm không chỉ dùng để trang trí mà còn dùng để vẽ tranh, tạo ra bức tranh vẽ hoàn toàn bằng sô-cô-la và vì vậy có thể gọi là nghệ thuật ăn được. Nó xuất phát từ ý tưởng của tôi cách đây nhiều năm rằng làm kinh doanh cũng là một nghệ thuật và làm nghệ thuật cũng là một kiểu kinh doanh. Vì vậy khi sáng tạo ra loại nghệ thuật ăn được và làm sô-cô-la vẽ tranh, chúng tôi hợp nhất nghệ thuật và kinh doanh. Yeah, that is amazing. This may be the first product painted with chocolate in Vietnam. It's such a unique product and satisfies not only customer culinary interests but also their visual liking with eye-catching decorations. However, there are any difficulties in reserving this product and is the key piece in your plan to strongly appeal to Vietnam chocolate customers and create new key decorating trends. Đây không chỉ là sô-cô-la đầu tiên dùng để vẽ tranh tại Việt Nam, mà còn là sô-cô-la đầu tiên để vẽ tranh trên thế giới. Chúng tôi dự định sẽ vẽ một bức tranh bằng sô-cô-la lớn nhất và đăng ký với sách kỷ lục thế giới. Giờ đây, sản phẩm này sẽ giúp các thợ bánh phá vỡ rào cản về nguyên liệu để thể hiện sự sáng tạo vô biên trên mọi chiếc bánh. Ở một khía cạnh tích cực khác, chúng ta vẫn nên nhìn vào những điều tích cực, tiếp tục lạc quan vào cuộc sống. Vì vậy, chúng tôi quyết định tổ chức một triển lãm tranh vẽ từ sô-cô-la, biến điều như không thể thành có thể. Okay, thank you. From your own experience, can you share some offers to students, entrepreneurs, or startup business on how to successfully design thinking in their work? And what are the secrets to conquer Vietnamese chocolate market? Qua thất bại của câu chuyện 14 năm trước mà tôi kể với các bạn, tôi muốn dành lời khuyên cho các bạn sinh viên, những ai muốn khởi nghiệp rằng không phải lúc nào bạn cũng thành công, nhưng như bài học làm sô-cô-la Việt Nam, thành công đến từ chính thất bại. Và một lần nữa, tôi muốn nhấn mạnh về hai nguyên tắc cơ bản của tư duy đột phá. Xin hãy thất bại và xin đừng nghỉ. Vì vậy, đối với các bạn sinh viên muốn khởi nghiệp, tôi đưa ra hai lời khuyên. Đừng sợ thất bại, bởi vì thất bại là mẹ của thành công trong kinh doanh. Và xin đừng tự mình nghĩ mà hãy đi sâu vào nhu cầu của khách hàng, hiểu rõ khách hàng suy nghĩ và muốn gì. Bằng cách làm theo hai lời khuyên trên, tôi nghĩ rằng các bạn đã nắm phần nào cơ hội xây dựng doanh nghiệp của riêng mình. Cuối cùng, bạn đừng quên rằng kinh doanh chính là nghệ thuật và nghệ thuật là kinh doanh. Tất cả đều đòi hỏi sự sáng tạo. Thank you for sharing today. Thưa quý vị, với những chia sẻ vừa rồi của ông Richard Safarian thì Hoàng Dung tin chắc rằng quý vị đã hiểu được giá trị cũng như tầm nhìn chiến lược và hiểu được vị thế của cacao Việt Nam ở trên thế giới. Và một lần nữa cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của ông và chúc cho quý vị sẽ có thật nhiều sức khỏe trong cuộc sống. Goodbye everybody and don't forget to eat chocolate every day.